Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh CBBS Automation. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn về các cái vùng nhớ đặc biệt trong PLC FX3U và những cái ứng dụng của nó nha. Rồi thì đây là các cái vùng nhớ đặc biệt của PLC FX3U là nó quy định từ M8000 đến 8511. Thì khi mình lập trình PLC á, thì mình muốn sử dụng những cái bit đặc biệt nào thì mình phải tra cái tài liệu này để mình xem thử là những cái ứng dụng mình cần á, là như thế nào thì mình sử dụng những cái bit đặc biệt đó nha. Ví dụ như là đầu tiên là các cái bit trạng thái của PLC. Ví dụ ở đây là M8000 là Run Monitor NO Contact, có nghĩa là cái tiếp điểm thường hở, điểm thường hở Run Monitor, có nghĩa là khi mà cấp nguồn PC, cấp nguồn PC lên mà PC ở trạng thái run, bắt đầu trạng thái run là cái tiếp điểm này nó sẽ đóng lại nha các bạn. Đấy. Cái tiết điểm này ví dụ như bên PC Siemens đó là người ta gọi là Always True là tiếp điểm luôn luôn đóng. Còn M8001 là Always False là tiếp điểm luôn luôn hở. Bây giờ mình sẽ vào cái phần lập trình, mình sẽ lấy hai cái bit đặc biệt này ra mình cho chạy thử nha. Đầu tiên là M8000. Đấy. M8000 cấp điện cho cái cuộn coil là nó ra y không. Đấy, và on waveform là M8001. Cấp điện cho Y1. Combine. Rồi thì giờ mình sẽ bật mô phỏng lên. Đó, bạn thấy là cái tiếp PC đang ở trạng thái run này, thì M8001 nó sẽ lên on này, làm cho nó ra y không có điện này. Còn Y08001 lúc là off, là khi PC run đó là M8001 off, Y001 là mất điện. Ví dụ giả sử như chúng ta sẽ chuyển PC sang chế độ stop, đấy thì bạn sẽ thấy là M8000 xuống off và M8001 lên on. Đấy. Đấy thì khi bạn đọc tài liệu và bạn phải cho nó chạy thử thì bạn mới hiểu hơn về cái tính năng của nó. Rồi thì M8002 là xung lên on trong chu kỳ quét đầu tiên. Đó. Là một cái xung lên on trong một chu kỳ quét đầu tiên, rồi khởi tạo, xung khởi tạo. Còn xung khởi tạo này là M8003 giống như là cái xung xung ốc trong chu kỳ quét đầu tiên vậy, bình thường là nó lên on. Còn khi mà PC run thì nó sẽ xung ốc trong một xung thôi, một chu kỳ quét đầu tiên thôi. Giờ mình sẽ chạy thử là M8002 và M8003 nhé. M8002 cấp điện cho hai M8003 cấp điện cho Y3. Ta sẽ combine ha. Thank you.
Đó thì bạn thấy là cái này quan sát rất là nhanh nha các bạn. Bạn thấy nó chốt cái là M803 khi mà chuyển sang BC, chuyển sang trạng thái lên đó, nó chốt một xung thôi và nó ốp lại. Còn ngược lại M803 là nó ốp một xung thôi và nó on lại. Chúng ta sẽ bật vào là kiểm tra thôi nha, là quan sát như vậy nó có, mình có thể quan sát được cái đèn đi không, I2 này nó chớp cái nha. Đấy này, bạn thấy nó chớp một cái khi mà vừa chuyển lên trạng thái lên đó, bạn quan sát lại này. Bạn sẽ thấy M8002 nó lên on trong một xung thôi đó, và ngược lại là M803 nó xuống xuống off trong một xung nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ qua những cái bit đặc biệt hay dùng tiếp theo, là chúng ta sẽ lướt qua nhé. M8004 là xuất hiện khi mà BC bị lỗi, M8005 là xuất hiện khi mà điện áp của cái nguồn pin nuôi là xuống thấp, M806 là khi mà pin bị lỗi, M807 là failure power, là lỗi nguồn. Đấy, tương tự như vậy. Rồi tiếp theo là các cái xung clock, ví dụ như bạn thấy là xung clock 1 giây này, M8013 là xung clock 1 giây, còn xung clock là 100 mili giây là M8012, và xung clock 1 phút là M8014. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho chạy thử ba cái xung này, M8012, M8013 và M8014. M8012. Đấy, bây giờ mình sẽ comment cho nó luôn ha. Là M8012 là xung clock 100 mili giây là 0.1 giây. Điện cho I4. M8013 là 1 giây, đúng không? Điện cho I5. Này là 8014 là 1 phút. Điện cho I6. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành cầm tay. Chúng ta muốn hiển thị các cái dòng comment thì bạn vào view, bấm vào comment. Đấy, clock M8012 là xung clock là 0.1 giây này, M8013 là xung clock 1 giây và M8014 là xung clock 1 phút. Chúng ta sẽ tiến hành bật mô phỏng lên. Đó, bạn thấy là xung clock 0.1 giây rất là nhanh không? Xung clock 1 giây thì nó chậm hơn. Xung clock 1 phút là cứ 1 phút thì nó mới lên on một lần nhé. Thì những cái xung này ứng dụng rất nhiều nha các bạn. Ví dụ như bạn muốn một cái kích vào một cái bộ nhớ counter là cứ 1 giây kích một lần. Đấy, đang xung clock đang 1 phút đang on này. Thì cái nguyên lý của nó là cứ xung clock 1 phút, có nghĩa là mình nửa phút on và nửa phút off, nửa phút on nửa phút off, chứ không phải là cứ 1 phút nó lên on trong một xung rồi là tắt, là không phải nha.
Đấy, nửa phút sau là off này. Đấy. Rồi, như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn là các cái vùng nhớ đặc biệt mà hay dùng trong BCFX 3U nha. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Thì nếu các bạn cảm thấy video nó hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh, like, share để video cho đến được tiếp cận với nhiều người hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.